Chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị đón học sinh trở lại trường học tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Thoại, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ. Đây là ngôi trường mới của thành phố, được chính thức đưa vào hoạt động từ đầu năm học 2020-2021. Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Thoại được Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đầu tư ngân sách 78,4 tỷ đồng trong giai đoạn 1 với quy mô trường học 3 tầng, 15 phòng học lý thuyết, 8 phòng học bộ môn, thư viện, nhà hiệu bộ, phòng hội đồng, nhà đa năng, bể bơi cùng một số hạng mục khác. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đánh giá cao nỗ lực của đơn vị thi công, ngành giáo dục kịp đưa công trình quan trọng này đi vào hoạt động trong năm học mới. Để chuẩn bị cho học sinh trở lại trường vào ngày 14 tháng 9 tới đây, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu nhà trường thực hiện tốt công tác phòng dịch, đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ năm học mới. Lãnh đạo nhà trường cho biết, việc đầu tư trang thiết bị bàn ghế tại các phòng học đã hoàn tất. Hiện các phòng thực hành, phòng tin học ngoại ngữ cũng đã được lắp đặt máy móc thiết bị và tổ chức tập huấn cho giáo viên. Năm học này, nhà trường tuyển sinh 7 lớp 10 với tổng số 287 học sinh và 29 cán bộ giáo viên, nhân viên. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh chúc nhà trường có một năm học mới với nhiều thành công, đồng thời nhấn mạnh thành phố sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư các giai đoạn tiếp theo.